Xin chào cả nhà. Số Hồng Hiền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Tiger nha các bác nhá. Em này với dung tích là 3 lít này các bác này. Đấy, cũng có công nghệ VE là giữ nhiệt và tiết kiệm điện tốt này. Có màn hình hiển thị nhiệt độ nhá, 80, 90 và 98 độ C. Con này date 2015 nha các bác nhá. Con này để mà nói thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy các bác nhìn này. Mặt bên trên là nhựa nhưng mặt ở dưới nó là xung quanh nó là vỏ kim loại. Đấy. Bình thường thì những cái vỏ kim loại này đấy nó có sẽ có những cái hiện tượng bị han rỉ hoặc oxy hóa, đấy các bác nhìn này, nó sẽ bị như thế. Hoặc nó có những cái vết chảy xước nó làm cho cái vỏ bình nó rất là xấu. Thế nhưng các bác nhìn con này, bóng loáng luôn nha các bác nhé, nhìn này. Đấy, rất là bóng luôn. Nó không hề có một tí hiện tượng nào của cái hiện tượng là han rỉ oxy hóa luôn nha các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này. Con này thì date 2015 nha các bác nhé. Còn mặt nhựa bên trên thì quá đẹp rồi. Đây các bác nhìn này. Như mới, độ mới gọi là mới đến 99% luôn nha các bác nhé. Mặt trên thế không có một tí hiện tượng nào đây này. Chảy xước luôn các bác nhìn chưa. Và bên dưới thế, nói chung là rất là chi là đẹp. Đấy, sử dụng rất chi là ít luôn. Đấy. Con này date này 2015 đây. Đây các bác nhìn này, 2015. Em cho các bác xem chi tiết bên trong nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này, lòng nồi đẹp chưa, lòng chả à, lòng bình đẹp chưa, xanh ngắt luôn. Đấy các bác nhìn nhá, hạn rất chi là đẹp luôn, gọi là độ mới rất là cao luôn. Mặt inox đẹp nhá, các bác nhìn gioăng cao su, toàn bộ là gioăng zin nguyên bản nhá các bác nhá. Này đẹp này, xanh mềm mại. Đấy, phần nhựa bên trong không hề oxy hóa. Vậy là con này để mà nói đánh giá trực quan thì nó mới từ 90 đến 95% nha các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Lòng không hề bị đóng cặn này. Mới tinh luôn. Nghĩa là dùng rất là ít, sử dụng rất chỉ là ít luôn. Có sử dụng rất chỉ là ít luôn. Bên em đã test ngon lành nha các bác nhé. Bảo hành cho các bác 6 tháng. Đấy. Mọi chế độ hoạt động tốt. Ok luôn. Giá em đang bán con này với giá là 900.000 bao ship cho các bác này. Bảo hành cho các bác 6 tháng các bác nhé. Date 2015. Mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, đẹp độ mới cao. 90 đến 95% nha các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Điện 100V này các bác này. Con này để xem công suất bao nhiêu watt này. Điện 100V. Công suất con này là 700W này các bác nhìn này. Đấy. 700W nha các bác nhé. Điện 100V. Rồi em bán với giá là 900.000 bao ship, bảo hành cho các bác 6 tháng, dung tích 3 lít. Bác nào cần thì liên hệ em số điện thoại 0934230664. Hàng bên em cọc lên đơn còn lại nhận hàng thanh toán các bác nhé. Hàng bên em ship hàng toàn quốc. Rồi xin chào các bác ở các video sau.